bốn em chim vừa đủ chia nồi canh súp rồi, mình chỉ nghi cơm thiếu thôi chứ không đồ ăn như này ok đâu, bức bùng ạ, cũng cũng thiếu đâu thiếu không này. rồi. Mời anh em nha, mời bà con nha. Rồi mời bạn cơm anh em luôn. Ok Mày rồi, chỗ nào nè? Tao chỗ đây ạ. À. Tại chỗ nào cũng được. À, dạ. Ok, dạ không? Dẫn thôi. Chào các bạn, hôm nay mình với Mạnh Núi đang đi rừng để săn chim, săn gà. Đấy. Thì đi một hướng khá là xa. Đi cách nhà khoảng 2 km. Ờ quên, 2 tiếng đồng hồ đi xe máy nha mọi người. Và bây giờ mình bắt đầu vào rừng để xem hôm nay mình với Mạnh Núi có thu được cái chiến lợi phẩm nào nha mọi người. Ok. Sáng mà không đi dậy mà ngủ gớm ạ. Bắt chưa? À, bắt chim. Đây không, cái đây không. Còn có cái cây sau nó là cái đác hả? À? Cái câu ấy. Đồng bình. Đồng bình. Ủa, nó chim bay ra kìa. Cây bên kia. Rồi cửa ra nào. Đồ chim đá nhau không? Mày không? Còn con nữa. Đấy, nhỏ lắm. Khô à? Còn con đầu nhánh rồi hả? Xoay ướt lại. Thôi như tôi. Cái tư trước lại đấy. Cái tư nè. Cái đây đi lại trong tháo cái liền lại. Cái bên đây hả? Ờ, cái này nhỏ. Cái đấy hả? Ờ, đấy hả? Con hai con á. Vậy chứ mày bắn nó trúng rồi chi? Ừ, sao không? Nhỏ ạ. Thế. Thu chút cái cây. Mình cái đậu sượt cái đít dưới luôn á. Tạch mẹ rồi. Mình ngồi đây mà ở dưới này có cả gà trống nó gáy anh em ơi. Gà trống gáy mình với Mạnh Núi nghiên cứu cách nào đó để mở tiếng để nhử nó. Nhử ra mà xử lý chứ bây giờ nó ở trong rừng không biết được nào mà kiếm. Đấy. Phía trước này là rừng già. Phía trước này là rừng già này mọi người, ở dưới cái suối này chắc có suối dưới. Rồi, quang cảnh ở đây khá chi là phù hợp cho việc mà săn gà rừng. Tiếng tăm một giờ. Thế em con rồi hả? Tiếng tăm luôn à? Đồ, tăm con nghe nhóc mà bay ra sau chỗ đây, đông lắm. Rồi đi qua đấy, cây ngay chỗ cái lùm đấy hả? Hay là múc kia này, múc bờ của suối kia này. Ờ, nó, à, cây thịt to đấy nè. Ờ, nó như tiền đấy. Mày ròi ra thôi. Đây, sao thấy mày?
Ui, kêu cây cha. Rồi, có đường nào đi thẳng qua đấy thì ngon. Trên này cứ đường để miết vô. Rồi cho bên qua làm kéo này qua cái chỗ nghe chỗ ruộng kia có đường không, đi không à? Không có. Cái đường kia đây. Đường kia mấy cây chà nè. À. Cứ đi miết rồi vô cái chỗ dọc cái đường. Cái đường này thiên cho lúa vô vô trong đấy nghe đọc cái. Nghe chỗ đem chuối kia phải không? Nghe chuối ra đường không? Đem chuối kia. Ở chuối này không? Ở chuối nằm phía dưới đường. À, dưới đường. Trên đấy nữa. Cái đường bên kia nữa. Đường phía trên. À. Trên cái đống túi nó ở đây, cái đường ở đây rồi. À. Rồi cái đi vô đấy cái. Rồi cái cua lên nhà này, cái đứng lên theo đường xe ủi mà. Đi vô này, cái bước qua suối, nó có đường nhỏ, tôi lùa bò đi qua đấy. À. Thì vừa rồi theo sự hướng dẫn của bác hướng dẫn viên du lịch địa phương. Bây giờ mình mạnh núi tìm một cái hướng khác để đi sang bên cái trong rừng bên kia. Đấy, không biết là bên đấy có cái gì không. Mà nghe nói thì cũng hoành tráng lắm. Mà cũng không thể biết được bởi vì mình đi không biết là có trúng lắm mà vào lúc mà có trái không. Rất là khó. Nào. Đây có cái luồng này. Đây có luồng trục keo là chắc đường xe đi chứ. Mời anh em nè. Anh hết cái bánh tét rồi mình nhớ đi nha anh em. Bói quá rồi. Mạnh núi nó dấn hết cái bánh chưng rồi. Quá đói à. Đi sáng giờ không được cái con nào hấp dẫn. Vừa qua tó cây đấy nó hên xui nha hả. Vừa không có trên tay mà nếu có giờ cũng hết rồi. Chưa hết bối mẹ không? Nếu như mà hên thì kiếm được con sóc không? Vừa đi xuống suối trước nha mọi người. Đi xuống suối trước rồi. Xem có gà không nhưng mà hiện tại lạc mất con gà này. Đấy, bây giờ mình phải đi ngược và đi xuôi xuống. Đi xuôi với nó. Mình đang ở trong cục rừng này không biết đi đường nào đấy. Rừng già, rừng dây. Khó đường đi lắm mọi người anh em ơi. Đang xuống vừa bị một tổ ong la cắn đau quá. Mình không hợp với ong này. Ong gì cắn cũng đau hết. Đấy, tổ nó đang cắn này anh em nè. Lại gần cho anh em xem này. Tổ nó đang cắn đấy.
Ông ơi, ông nhìn thấy ông chưa? Chờ nó. Quay ra nữa. Dù. Đường này mà nó đi được cái tay thôi. Bịp nữa. Được. Hôm nay mình gặp một cái thác mới rồi mọi người ạ. Thôi. Bây giờ phải leo ngược lên phía trên. Giờ phải leo ngược lên đầu trên này để mà qua chứ không bây giờ không tay nào mà đi được rồi. Đó, leo đấy, giờ mạnh nó thử đi trước. Chuyện này chắc phải lội. Lội xong đi lên. Hơi là vất vả đấy. Lên rồi. Được, bây giờ phải lên thật rồi anh em ơi. Mình không muốn lội nước nhưng mà vẫn phải lội thôi. Bụng. Đó đó ơi. Sau mấy tiếng đồng hồ nhà mình vượt thác vượt suối thì cuối cùng cũng lên được và tìm được một chỗ nghỉ chân ở đây. Mạnh nó mới xách máy nhử cút lên trên kia nhử cút rồi anh em ạ. Hy vọng là có mồi, có thức ăn để mà ăn cơm. Thì bây giờ cũng chưa dám nấu cơm bởi vì chưa có gì ăn nên là không thể nấu cơm được. Nấu cơm xong rồi ăn cơm không thì chết. Cục treo cho mỗi người ra vậy rồi. Được. Mọi thấy... Ui. Mọi mình mùi. Tính anh bấm ấy. Thì ăn cho mập phải không? Nhà mập mà. Đêm 2-3 nâu lớp nói âm nấu canh. Được. Mình ở trường được có một manh này. Tính trước bước hôm qua hả? Vậy không có con cút nào hết ta? Không, trường nét là những có. Tính anh cho lớn. Ôi dồi độ. Còn nồi chén bát không có gì hết mà chén bát đổ vô tính bà tính đem cái muỗng nói có chim âm gì kia lấy muỗng múc cho nhiều nói múc cho ăn cho nhiều hả không có gì nấu cơm như vậy sao lấy cái nồi nào đó đâu để tao vô cho thì mình vừa bắt nồi cơm xong bây giờ chờ cơm sôi thôi
Đấy, còn đây Mạnh đi nhờ cút không có lại kiếm được mấy bụp măng với mấy trái ca cũng khá là ổn. À, ngoài ra nó còn mang thêm ớt, thêm ui dồi ôi lắm đấy, dầu đen, mắm muối, mật ong, tiêu, muối vừng. Còn sáng giờ Mạnh nó mới kiếm được con trúc bạch to gớ to bạch đuôi mắt vào ức vào cũng trúc lúc chứ, nhưng đây có mùi thịt được rồi chứ nó thơm thơm nhỉ, tưởng bữa nay ăn chay hả? Từ từ đổ nó về rồi. Đào 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 mấy bay. Đấy đào á. Mày ngồi khuất chỗ đây chắc tao dấn nữa mày. Đấy. Coi thử trúng mày. Mình ngồi đây rình chim chim tắm chim lạc ở trên cây này, Mạnh là đi lượm lượm chim, review nồi súp đậm đặc của Mạnh này, Mạnh núi. Ôi giời, bốc hơi tại đá thêm đưa mà giờ thôi chứ chết không à. Chù, cái này. Ừ. Chù đây này, cái sâu đây tưởng mới đâu mới giá trị này. Được, giá trị đây còn thêm còn ba con nữa không, ba con với xị rượu nó ngon. Ừ. Gà nữa đấy, gà cua. gà cổ ạ, món gà cổ luộc cũng vậy. Cơm này tao mới ăn đủ cho mai. Đủ không? Đủ mày. Đói hả? Đói chưa? Chờ ăn đói gì thì cho ăn nha mọi. Không? Đủ mới dần rút mày không? Đó. Là ta tăng cục mày. Cậy tăng cục mày. Đấy, dù. Này giống như con cháy Sài Gòn. Cục cháy để bán được tiền không ạ? Để chút là ngồi không ra. Đã. Đã rồi không rồi? Rác cơm rồi không? Cùng chấm mắm rồi thôi. Ăn cơm mắm ngủ hết rồi. Hồi nãy ba tao nói rồi, ăn cơm mắm vậy thôi chứ sao ăn cơm á. Bây giờ nhà mình bày món mắm xong rồi nha mọi người. Này tính ăn chay bây giờ thằng. Giá trị không? Quá mặn luôn. Được 4 em chim. Vừa đủ chia. Nồi canh súp rồi. Mình chỉ nghi cơm thiếu thôi chứ không đồ ăn như này ok rồi. Bức bụng ạ, cũng thiếu đó. Thiếu không? Không nè. Rồi mời anh em nha, mời bà con nha. Mời các bạn. Ừ. Cơm mát em luôn. Ok. Mời rồi. Chỗ nào đó, tao rồi ạ. Tao chỗ nào cũng được. Dạ. Ok, dạ không? Dính không? Ui, chén mắm đã theo mọi người. Đã động. Ngon. Ngon. Cái quạt chạy to à. Từ từ rồi, trào đánh đánh bữa ăn rồi. Đêm, gặp giống luôn. Đúng rồi hả? Không quan tâm. Kho kiếp cho nó cũng được. Đi đâu? Được. Trời đánh tránh bữa ăn nhưng mà nó xuống trúng bữa ăn mình. Rồi số nó đen rồi. Đủ mắn đủ chay mất dậy vậy mày. Kêu mày nữa kìa nhỉ. Chào nè. Ừ. Ừ. Chân rong. Không bẩn. Nó có nội vậy. Xem chém hết bữa cơm rồi nha mọi người. Còn hai cốt rồi. Hai cốt rồi. Chiên to hai cốt không hả? Thịt đâu được gửi cha nữa chứ. Nói rồi cơm thiếu mà cuối cùng dư cơm rồi nha mọi người. Anh em mình ăn đuối luôn nè. Một miếng ớt rồi. Ngon lắm. Đuối là thịt rất ngọt á. Không biết nói sao hả?
cảm giác ăn mà từ lúc mình nấu lên xong mình đói mình thấy chưa ăn được á. Con cào muốn bốc ăn liền không? Bốc liền, đưa lên rồi bốc. Nếu hôm sáng mày nói mày không ăn cây chắc tao giả nữa. Chả hết biểu đâu. Quấy chấm luôn. Hai thằng không hết nồi cơm đây còn hơi bị chai quá. Trung ương thần kinh. Bốc. Bốc vào trung ương thần kinh đó hôm nay. Cảm giác còn đỡ vô hai con mắt nha, Phật nhìn ơn ớn nghe ơn ớn thì cảm giác nè. Tao không ăn được đấy mà. Cứ đeo gà rồi tao. Không dám kén á, biểu tao kén của đeo gà cho cái gì cho tao không dám kén. Cắn đồ tao cảm giác áp á. Mà nếu cho được 1 triệu 2 triệu thì kén á. Dí nè. Ôi ôi. Đục. Dí. Thế mà lại gan luôn nha. Ăn được cái gì trong hết luôn chứ nha nữa. Còn đây tao nhả lạ, ăn tao. Ăn đồ nè. Đồ ăn cũng có gì đáng cửa. Cứ đếm cái phập vô để xem cái điều. Thì nó ăn trái cây không à. Ừ. Không chết được đâu. Tao được trước là tao lên kia tao ăn giả. Bánh kia anh kêu là kêu ăn cướp. Má ăn đồ mà kêu ăn cướp hả? Kêu mấy Phú Yên. Lấy mấy Phú Yên cướp nó không ăn. Mà con chim đấy nhúng cái củ chanh á. Cái ruột nó ngon lắm. Thế nè. Ừ. Ruột non lắm. Ừ. Ruột đúng ạ. Ruột mà cứt không mà mày cũng ăn. Củ chanh xí ra lấy cái gì á. Đủ xí. Nó ngon mà ơ. Ngon. Hết một canh rồi. Cao bức chốt ạ. Đang tiếm mấy xì quát ra nè. Ôi giời. Mất công nấu, tém luôn đi, mất nó công nấu. Xót cái đuôi này. Mấy đủ xanh mất chạy quá. Chẳng ăn mà nó bay rồi. Cho bay phúc quá. Cay, nước không được cay. Cảm giác nó ăn rất ngon à. Cũng chi cục cay cái dân lòng ngon. Giờ tao luôn là xét xì mấy bạn ơi. Uống rồi xong nó ở luôn đấy. Ôi giời. Đã. Có chút nữa nếu mày ra quán kia ô mua dân mày. Ừ, đúng ạ, tao khạc nước không mà. Quán ngon rồi đó. Cô gái vô chọc chân. Đi rừng mùa này nếu có rượu làm anh em làm nó cũng vài ly cho tiêu cơm mấy bạn ơi. Chứ thực sự mùa nắng này mà nhậu rượu nhiều nó nóng chịu không nổi. Bức chốc ạ. Bức. Ăn muối ớt còn mắm rồi cây mà uống rượu nữa không. Làm vài ly vậy cho tiêu cơm nhé. Ngon. Nhà mình ăn xong rồi. Bây giờ dọn dẹp chiến trường. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi lên về lại chỗ xe tranh thủ kiếm mấy con gà xem được có gà hay không. Giờ cũng hên xui thôi nhưng mà bây giờ ăn no rồi lại làm biếng đi hả? Trên da bụng chung da mét á. No muốn ngủ à? Ăn no muốn ngủ. Đấy thì anh em mình sẽ dọn cái bãi này đi để mai mốt còn đến để cho nó sạch sẽ nha anh em.